Thưa quý khán giả, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Để thực hiện thành công mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng nguồn lực hỗ trợ để nhanh tiến độ giải ngân tại địa phương và kịp thời tổng hợp khó khăn vướng mắc từ thực tế và đề xuất kiến nghị cụ thể. Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền trước ngày 30 tháng 11 năm 2024 về hướng dẫn việc sử dụng kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, thống nhất với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phân bổ ngay khi được phê duyệt, hướng dẫn tính trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bộ Xây dựng khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về mức hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở với người có công, nghiên cứu thiết kế một số mẫu nhà ở điển hình phù hợp với đặc thù của từng địa phương vùng miền, phân công đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan địa phương tập trung thực hiện giải quyết các công việc liên quan đến triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận lên 6 đến 8 làn xe theo hợp đồng BOT, cần kinh phí gần 38.700 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ thu phí trong 23 năm 5 tháng. Dự kiến là đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương sẽ mở rộng lên 6 đến 8 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp liên tục. Nền đường rộng từ 32m đến 41m, vận tốc thiết kế từ 100 km/h đến 120 km/h. Trong 8 nút giao liên thông của dự án hiện đã có một số nút giao như Vành đai 3, Bến Lức, Cai Lậy, Cái Bè, An Thái Trung đầu tư hoàn chỉnh. Nhà đầu tư đề xuất hoàn chỉnh các nút giao còn lại để tăng năng lực thông hành, gồm nút giao Thân Cửu Nghĩa, nút giao Chợ Đệm, xây dựng mới nút giao đường tỉnh 818 và nút giao đường nối từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với quốc lộ 62. Hiện cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã được đầu tư 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp liên tục và giải dừng xe khẩn cấp không liên tục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến tránh quốc lộ 57, đường dẫn cầu Đình Khao. Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh sẽ tăng lên gần 1.305 tỷ đồng. Theo đó, tổng chiều dài của tuyến được điều chỉnh từ 7 km lên 7,2 km. Một số hạng mục được điều chỉnh thêm như hệ thống chiếu sáng đường dân sinh, cống kỹ thuật, các công trình ngầm, chiếu sáng qua khu vực đông dân cư và một số công trình khác. Ngoài ra, diện tích đất được sử dụng để xây dựng công trình cũng được bổ sung khoảng 25 hectare và giải phóng mặt bằng một lần cho cả hai giai đoạn. Đường dẫn cầu Đình Khao đi qua huyện Mang Thít và Long Hồ trong giai đoạn 1 có quy mô 2 làn xe. Giai đoạn hoàn thiện sẽ có 4 làn xe, triển khai xây dựng từ năm 2024 đến năm 2028. Năm 2025, tỉnh Trà Vinh đặt chỉ tiêu giao 900 nam thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị quân đội. Ngày hôm qua, thì Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đã tổ chức đợt khám sức khỏe cấp huyện cho những thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2025. Trong đợt khám sức khỏe này, toàn tỉnh Trà Vinh có trên 7.000 công dân được phát lệnh khám. Đây là những thanh niên có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đã qua khám sơ tuyển sức khỏe ở địa phương. Các công dân được kiểm tra về thể lực, thị lực, tai mũi họng, răng hàm mặt, huyết áp, tim mạch, đảm bảo nguyên tắc một chiều khép kín. Sau đợt khám sức khỏe này, các địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị nhận quân tiến hành các bước xác minh lý lịch, chốt quân số, đồng thời phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự nếu có. Mới đây, ông Thích Minh Tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, ngụ huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai, vừa viết thư tay thông báo sẽ tạm dừng đi khất thực. Theo thư viết tay, bản thân ông lập nguyện phát tâm học tập, tu theo chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Song vì điều kiện xã hội, an ninh chính trị phức tạp, chưa phù hợp với ông trong việc học tập theo hạnh khất thực, nên ông sẽ tạm dừng việc này. Ông cho biết sẽ chỉ đi khất thực khi đủ điều kiện, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, không gây tụ tập đông người. Trước đó, ông Thích Minh Tuệ đã có đơn gửi đến ngành chức năng đề nghị người dân không tụ tập đông người, không quay phim, chụp hình và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội. Những việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tu tập của ông và cũng là những hành vi vi phạm pháp luật.
Thông tin từ hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê sử dụng khách sạn hay căn hộ chung cư, khu nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng ma túy. Theo Bộ Công an, đến thời điểm này thì số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy khoảng hơn 228.000 người. Tuy nhiên thực tế, số người sử dụng ma túy ngoài cộng đồng cao hơn rất nhiều con số thống kê, gây khó khăn cho công tác kiểm soát nguồn cầu ma túy. Độ tuổi người sử dụng ma túy cũng có xu hướng trẻ quá, từ 12 đến 30 tuổi chiếm gần 45%, từ 30 tuổi trở lên chiếm 55%, sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp. Cũng theo đại diện Bộ Công an, thời gian qua xuất hiện một số tình trạng là cán bộ, công chức nhà nước, văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tình trạng sử dụng bóng cười và ma túy núp bóng, tẩm ướp, pha trộn vào thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử gia tăng phức tạp, nhất là trong thanh thiếu niên tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự. Mới đây, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được nhóm gồm 8 đối tượng cùng ngụ tỉnh An Giang về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào sáng ngày hôm qua, trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất, vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan và ông Lê Văn Điền cùng người thân trong gia đình đã dùng bom xăng, xe cuốc và hung khí tấn công lực lượng chức năng, khiến nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, nhiều máy móc phương tiện tại công trường bị hư hại. Tất cả gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đều thống nhất chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước và ủng hộ địa phương sớm thi công, hoàn thành công trình. Tuy nhiên, riêng gia đình bà Nhan ông Điền vẫn chống đối, kiên quyết không bàn giao mặt bằng, gây bức xúc cho người dân địa phương. Công an thành phố Đà Nẵng vừa khống chế bắt giữ 2 đối tượng đi xe máy, dùng hung khí đánh nhau, gây tai nạn giao thông cho người đi đường. Lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn đi cấp cứu, tang vật thu giữ được là một cây rựa. Các đối tượng thừa nhận có mâu thuẫn từ trước với một nhóm khác và hẹn đánh nhau. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê vừa bắt giữ 9 thanh thiếu niên đi xe máy, lạng lách, đánh võng trong đêm và mang theo hung khí. 9 thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, đi trên 3 xe máy không gắn biển kiểm soát. Khi đang trên đường từ huyện Đức Thọ lên huyện Hương Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, thu giữ một dao tự chế và 10 vỏ chai bia. Để thuận tiện sắp xếp lịch trình trong ngày thì không thể thiếu gì cập nhật các thông tin về thời tiết. Không biết là ngày Nam Bộ hôm nay thì có nắng nhiều nữa không chị Hằng My? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng nhiều, kèm với đó là chỉ số tia cực tím sẽ ở mức cao đấy ạ. Nắng sẽ kéo dài 7 đến 8 tiếng trong hôm nay ở khắp Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Tây Ninh hay là Vĩnh Long đều ở ngưỡng là 34 độ C, khá nóng. Còn các nơi còn lại của miền Tây thì dịu hơn, 32 đến 33 độ C. Về chiều tối, mưa dông sẽ xảy ra ở một vài nơi. Thành phố Cần Thơ buổi sáng trời nắng nhẹ, mát mẻ với mức nhiệt lúc 8 giờ là 27 độ C. Trưa chiều thì trời chuyển nắng mạnh. Nhiệt độ nhìn chung có xu hướng là tăng dần, lúc 14 giờ, cao nhất 33 độ C. Chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện một vài nơi, nhưng lượng nhỏ và rất nhanh. Với thành phố đảo Phú Quốc hôm nay, trời chủ đạo cũng là nắng ráo, nắng có thể lên đến 7 tiếng trong ngày. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ C. Chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện, tuy nhiên là không đáng kể. Trạng thái ít mưa nắng nhiều sẽ khiến cho chỉ số tia cực tím ở Nam Bộ đều ở mức cao, như tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là Phú Quốc thì mức UV lên đến mức 8 và mức 9 đều là ở ngưỡng gây hại rất cao cho da và mắt. Ngoài những vật dụng chống nắng cần thiết thì quý vị đừng quên là thoa thêm kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 30 phút và nên thoa lại sau khoảng 2 tiếng để hạn chế những tác hại của tia UV. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, dự báo hôm nay không mưa, trời nắng, gió ở mức cấp 5. Còn vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, quanh Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4, là mức an toàn cho tàu thuyền hoạt động.